Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta tham gia vào một cái sự kiện mới đến từ sàn giao dịch MXC và hệ sinh thái của Aptos. Thì Aptos là một trong những cái dự án Layer 1 thời gian vừa qua thì cũng đã đón nhận cái dòng tiền lớn đổ vào hệ sinh thái này. Cái đồng token APT là cái đồng token chính ở trong hệ sinh thái Aptos thì vừa qua cũng đã có cái sự hồi phục ấn tượng và giá hiện tại của mỗi đồng APT đang được giao dịch ở mức là 10 đô. Thì cái sự kiện này là sự kiện mà cả Aptos hợp tác với cả MXC và có cái trị giá giải thưởng cũng rất là lớn, lên đến là 1,5 triệu đô. Và cụ thể chi tiết về cái sự kiện này như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn chúng ta đi tìm hiểu và tham gia vào một số các cái sự kiện để anh em chúng ta có thể nhận được các cái phần thưởng tiền tươi, bonus hoặc là thậm chí là các cái đồng token APT. Đầu tiên để anh em chúng ta có thể tham gia được cái sự kiện này thì anh em sẽ cần truy cập vào cái đường link sự kiện, sau đó các bạn sẽ tích vào cho mình ở cái nút là đăng ký tham gia ngay nhé. Đây thì các bạn có thể nhập một cái, nó sẽ yêu cầu cái ID Telegram thì các bạn có thể nhập bất kỳ. Đấy, và nó báo lên đăng ký thành công. Như thế này là chúng ta đã bắt đầu có thể tham gia được các cái sự kiện này. Ok, thì ở trong cái sự kiện lần này thì nó sẽ có bao gồm 5 cái sự kiện chính mà anh em chúng ta có thể tham gia kép đồng thời với nhau. Đấy, thì đầu tiên là một cái ưu đãi dành cho người dùng MXC, đó là chúng ta sẽ được giao dịch không phí spot khi mà chúng ta trading cái đồng APT ở trên MXC. Thì đối với những anh em nào mà chúng ta muốn trade cái đồng APT hoặc là các bạn muốn mua APT không phí, đấy, mua cái số lượng lớn thì anh em chúng ta có thể sử dụng MXC vào cái mục là giao dịch spot để chúng ta tiến hành trade cái đồng APT nhé. Thì cái thời gian diễn ra sự kiện sẽ từ 15 giờ ngày 21 tháng 10 và cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2025, tức là nó sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng, thời gian cũng khá là dài. Và trong thời gian này thì khi mà anh em trading mua hoặc là bán spot ở trên MXC thì anh em sẽ không phải trả phí. Đấy, bình thường thì các sàn sẽ thu phí từ 0,1 cho tới 0,2%. Đấy, nhưng mà trong cái thời gian này thì anh em sẽ được là free phí giao dịch spot đối với cái việc là giao dịch cái đồng token APT. Thứ hai đó là cái phần staking cố định. Thì anh em nào mà có cái đồng token APT, các bạn muốn hold dài hạn, hold đến lúc uptrend thì anh em cũng có thể là đem lên MXC để chúng ta có thể tham gia cái sự kiện này. Thì cái sự kiện này thì anh em sẽ được staking APT cố định trong vòng 30 ngày và chúng ta sẽ nhận được cái mốc APY từ 10 cho tới 20% tùy vào cái tình trạng tài khoản của bạn. Đối với người dùng hiện tại, tức là những người đã có tài khoản rồi ấy, thì anh em sẽ được hưởng cái mức APY là 10%, đấy, 10% lãi suất. Đấy, và hạn mức staking tối đa của chúng ta là 500 APT. Còn đối với người dùng mới thì chúng ta sẽ được hưởng cái APY cao hơn. Tuy nhiên là cái hạn mức tối đa nó sẽ thấp hơn. Đấy, 20% và hạn mức tối đa stake là 200 APT. Đấy, thì cái sự kiện này thì anh em chúng ta có thể đem token APT staking vào thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ thấy là được một cái mức lãi suất rất là cao, đúng không ạ? Đấy, thì anh em có hold APT thì các bạn có thể đưa vào đây để chúng ta nhận thêm cái phần thưởng lãi kép. Đấy, thì nói qua một chút về những em người mới, những bạn chưa có tài khoản MXC thì các bạn hãy xem thật kỹ video này, bởi vì ở trong cái sự kiện thứ ba này thì sẽ có một cái sự kiện dành cho người dùng mới. Và những em nào mà chưa có tài khoản MXC thì anh em chúng ta có thể tham gia kết hợp với sự kiện này để chúng ta có thể nhận được thêm cái phần thưởng tiền tươi cũng như là bonus luôn nha các bạn. Ở trong sự kiện 3 thì khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng là 20 đô bonus. Đấy, và chúng ta sẽ tham gia. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là người dùng mới đăng ký qua link mời của đối tác này. Đấy, thì mình sẽ để cái đường link phía dưới phần mô tả cho anh em nhé. Và các bạn sẽ nạp ròng là 100 đô và các bạn sẽ giữ cái khoản nạp đó trong vòng 3 ngày nhé. Đấy, chúng ta sẽ giữ cái khoản nạp trong vòng 3 ngày, hold ở trong ví spot của chúng ta ở trên sàn MXC thì các bạn sẽ nhận được là 10 đô bonus. Đấy, thì mình nói qua một chút, đó là tiền bonus thì anh em sẽ có thể được sử dụng để đánh future. Và tiền bonus ở trên MXC thì rất là xịn nha. Bonus thì nó, khi mà các bạn đánh future ấy thì cái lãi ở cái lỗ nó sẽ luôn trừ vào bonus trước. Đấy, phí giao dịch nó cũng sẽ trừ vào bonus trước. Và nếu như anh em mà sử dụng tiền bonus mà các bạn đánh lãi thì anh em sẽ được rút 100% cái tiền lãi đó ra. Đó.
Và khi mà các bạn đăng ký qua đường link độc quyền của CCA ấy, thì ở trong cộng đồng CCA sẽ có là 10 slot đầu tiên thì anh em sẽ nhận được là 10 đô bonus này. Và ngoài ra thì 5 slot đầu tiên khi mà các bạn đăng ký qua đường link của CCA và hoàn thành cái mục đó là KYC này, nạp ròng này. Đấy, và đạt được cái volume là 5.000 đô thì anh em sẽ nhận được thêm cái phần thưởng là 10 đô tiền tươi nhé. Đây, anh em chúng ta có thể xem cái bài viết ở trong CCA thì các bạn sẽ rõ hơn. Đấy, bởi vì cái mà mình đang show ra ở trên trang sự kiện ấy, nó là cái sự kiện chung. Còn đối với những em mà đăng ký độc quyền qua đường link của CCA ấy, thì khi mà các bạn hoàn thành là KYC này, nạp ròng này và giữ trong vòng 3 ngày cộng với đạt được cái volume là 5k đô. Đấy, thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng là 10 đô bonus. Đấy, cộng với 5 đô tiền 10 đô tiền tươi. Đấy, nhưng mà nó sẽ giới hạn slot nha các bạn. Đấy, tức là người đầu 5 slot đầu tiên thì ngoài 10 đô bonus thì anh em sẽ còn có thể nhận được thêm 10 đô tiền tươi. Tiền tươi thì anh em chúng ta có thể là rút được luôn nhé. Ok. Rồi, tiếp theo ở trong cái mục 3 của sự kiện này thì nó sẽ có 3 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là đăng ký rồi này, đăng ký và nạp dòng này. Còn nhiệm vụ 2 thì cũng sẽ dành cho người mới. Đó là trong cái thời gian sự kiện này anh em sẽ giao dịch cái đồng APT nhưng mà là ở cái mục future nhé. Đấy, với cái khối lượng volume tích lũy là 10.000 đô thì anh em sẽ nhận được thêm là 10 đô tiền thưởng. 10 đô tiền thưởng tức là 10 đô bonus đây các bạn. Đấy, và nó sẽ giới hạn là 10.000 người đầu tiên. Hiện tại thì cái số lượng slot vẫn còn rất rất nhiều nha các bạn. Đấy, thì anh em sẽ vào ở trong cái mục future này. Đấy, nói chung là kèo này thì anh em chúng ta có thể làm kép với nhau. Anh em có thể vào mục future và vào ở cái mục là USDT future. Và các bạn sẽ chuyển USDT qua cái tài khoản future của chúng ta và chúng ta sẽ trade cái đồng token APT ở trong thời gian diễn ra sự kiện nhé. Với cái volume là trên 10k đô thì anh em sẽ nhận được thêm là 10 đô tiền bonus. Với cái volume giao dịch ở trên MXC ấy, thì nó sẽ bằng là nó sẽ bằng là ký quỹ nhân với đòn bẩy và sẽ được tính cả mở lệnh và đóng lệnh nhé. Tức là lúc mở lệnh nó tính volume một lần và khi các bạn đóng lệnh nó sẽ tính thêm một lần nữa. Đó, thì nên là 10k đô thì mình nghĩ là cũng sẽ rất là dễ để anh em chúng ta có thể đạt được. Rồi, tiếp theo đó là giao dịch bảng xếp hạng. Thì cái này thì sẽ chia theo cái bảng xếp hạng nha các bạn. Đấy, cái này thì sẽ chia cho theo bảng xếp hạng và sẽ giới hạn là 3.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên. Cái này thì nó hơi khó. Đấy, bắt buộc anh em phải trade thì chúng ta mới có thể nhận được phần thưởng. Rồi ok, sự kiện thứ tư, sự kiện này thì không liên quan đến Aptos nhưng mà anh em chúng ta có thể là tham gia kép để có thể nhận thêm được phần thưởng. Sự kiện này thì cũng khá là hay, đây là một cái sự kiện về Halloween và anh em chúng ta có thể nhấp vào cái nút đăng ký tham gia ngay ở trên trang sự kiện nhé. Các bạn có thể nhấp vào cái nút đăng ký tham gia ngay ở trên trang sự kiện nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ khi mà các bạn trade đạt được cái volume ấy, đấy thì anh em sẽ vào ở trong cái mục này để chúng ta quay nhé. Đấy, anh em nhớ là nhấp vào cái nút đăng ký sự kiện trước và sau đó thì cứ đạt đủ volume thì chúng ta sẽ được vào đây và các bạn sẽ được quay các cái phần thưởng này. Các cái phần thưởng thì nó sẽ bao gồm các cái vật phẩm này, USDT này, áo thun của MXC này. Đấy, rồi là máy tính, tai nghe. Đấy, rất là nhiều các cái phần quà, kể cả tiền mặt và kể cả vật phẩm. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì chi tiết cái sự kiện này ấy, thì anh em sẽ có thể kiếm lượt quay theo cái khối lượng giao dịch của các bạn ở đây nhé. Đó. Rồi thì cái này anh em có thể tự vào đọc thêm. Rồi và sự kiện cuối cùng ở trong cái đợt hợp tác của MXG và Aptos đó là chúng ta sẽ được rút không phí giao dịch ở trên chuỗi APT. Đấy, thì cái thời gian diễn ra sự kiện thì tất cả các sự kiện này thì nó sẽ đều diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 1. Diễn ra trong vòng 3 tháng. Đấy, và trong cái thời gian diễn ra sự kiện này thì tất cả người dùng các bạn rút đồng APT ấy, ở trên MXC thì các bạn sẽ đều được là free phí giao dịch nha các bạn. Ok, thì mình sẽ vào mình thử này. Ví dụ như chúng ta vào ở cái mục ví đi nhá. Bạn sẽ vào cái mục ví. Đây, ví dụ như các bạn muốn rút cái đồng token APT về các cái sàn giao dịch khác hoặc là các bạn muốn rút đồng APT lên một số các cái ví Aptos để chúng ta làm các cái kèo airdrop chẳng hạn hoặc là các bạn staking ở trên DeFi chẳng hạn. Đấy, thì anh em chúng ta có thể sử dụng MXC này để các bạn rút cái đồng Aptos này. Đây, chúng ta sẽ tìm kiếm cái đồng là APT nhé. Đây, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ thấy là
Các bạn sẽ nhập địa chỉ ví này. Đây thì phí tối thiểu rút là 1 nhá. Và đây các bạn thấy là phí là 0 này. Đấy, chúng ta sẽ được là free phí. Đấy thì anh em chuyển on-chain thì chúng ta có thể sử dụng MXC thì sẽ được free phí luôn. Rồi, và ngoài ra thì có một số các cái điều khoản điều kiện mà anh em chúng ta lưu ý, đó là khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới và các bạn nộp tiền vào ấy, thì anh em lưu ý là chúng ta nạp ở trên, một là các bạn chuyển từ các cái sàn giao dịch khác qua, hai là các bạn sử dụng kênh P2P. Đấy, thì còn chúng ta không nên chuyển từ cái sàn MXC này qua cái tài khoản MXC khác. Đấy, và lưu ý là chúng ta sẽ cần phải hoàn thành KYC trước khi kết thúc sự kiện để đủ điều kiện nhận phần thưởng nhé. Rồi, phần thưởng của sự kiện 2 thì sẽ được phân bố trực tiếp vào cái tài khoản spot của người dùng mỗi ngày, tức là cái sự kiện staking ấy, thì khi mà các bạn stake thì nó sẽ là trả về cho cái trong cái tài khoản spot của các bạn luôn. Còn cái phần thưởng của các cái cuộc thi giao dịch future thì sẽ được phân phối vào tài khoản future của các bạn trong vòng 7 ngày kết thúc sự kiện. Đấy, và tiền thưởng future thì nó sẽ có hiệu lực trong vòng 14 ngày nhé. Ok, thì đấy là một số các cái lưu ý về cái sự kiện này. Về tổng quan cái sự kiện này thì anh em chúng ta có thể tham gia kép với nhau, và đặc biệt là những cái tài khoản mới thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng tiền bonus khi mà các bạn hoàn thành nạp ròng và trade cái volume. Đấy, đặc biệt là anh em lưu ý là CCA sẽ có 5 slot đầu tiên nhận được thêm 10 đô tiền tươi nhé. Đấy, nên là anh em nào mà chưa có tài khoản MXC thì các bạn tranh thủ cái sự kiện này để chúng ta tham gia. Còn những anh em sau thì mỗi người sẽ nhận được là 10 đô bonus theo cái sự kiện mặc định của event này. Ok, và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu như anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe của kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.